Không khỏi yêu. Sao mấy nay bán hàng rẻ thế hả? Bán rẻ rẻ thế thì có vấn đâu à? Thế thì làm sao? Nhà mình toàn khách hàng các bạn học sinh. Mình chịu thiệt đi trên đây. Cứ sồn lên là thế nào nhỉ? Cứ làm nhàng nhá. Riêng này, thằng này nói này. Đã không thích ấy, thằng này mang qua vào, mang đi chạy công hết. Tôi thích em đấy, anh giỏi nào đấy. Rồi, đừng trách thằng này nhá. Ở ba vẫn, nhà này có lốc. Nhà này có lốc. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền lòng chỉ dối trá. Sáng không buồn thôi em đau đêm về lại. Sao em không nhìn về tương lai, hình ai là một nhánh hoa sai. Gió xanh sao được với những đóa hoa hồng.